Xin kính chào tất cả các bạn. Giờ này là 6 giờ 17 phút. Hôm nay là mình đi chơi lễ 30 tháng 4 các bạn. Nay giờ này xuất phát là ngay đây là chợ mới Long Thành các bạn. Hôm nay mình đi chơi lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 các bạn. Mình giờ này mình chạy xuống thành phố Rạch Giá các bạn. Xong rồi sau đó mình đi tiếp, các bạn hãy theo dõi hành trình của mình. Giờ bắt đầu mình đang xuất phát xuống thành phố Rạch Giá, Kiên Giang các bạn. Mình đi đường này là đi đường qua phà Cắt Lái các bạn. Mình đi buổi tối cho nó mát với lại ít xe các bạn. Các bạn hãy theo dõi hành trình của mình. Hướng này về thành phà Cắt Lái nha các bạn. Tới đây là ngay huyện Nhân Trạch đó các bạn. Ngay dòng xe đây là trung tâm huyện Nhân Trạch. Mình đi thẳng luôn là xuống phà Cắt Lái. Đây là trung tâm huyện Nhân Trạch. Mình có mặt tại huyện Nhân Trạch là 7 giờ đúng luôn các bạn. Ngay đây là thường xuyên công an huyện Nhân Trạch bắn tốc độ các bạn. Mà ban đêm mình không biết có bắn tốc độ hay không, chứ ban ngày là thường xuyên luôn các bạn. Các bạn nào đi từ thành phố qua hay là từ ở Long Thành hay đi ngang cái đoạn này á, là mình chú ý cái đoạn này các bạn. Nên mình đi đúng tốc độ cái đoạn này. Giờ bắt đầu là 7 giờ 25 phút, mình đang có mặt tại phà Cắt Lái các bạn ơi. Giờ mình đang lên phà. Chắc qua đến phà chắc 5 phút. Mình đang có mặt tại phà nha các bạn. Phà Cắt Lái Nhân Trạch. Qua bên kia là ở Sài Gòn rồi. Mình đi đường Võ Văn Kiệt. 9 giờ 34 phút, mình chuẩn bị lên phà. Mình đi, mình tính mới đâu mình định là đi đường Võ Văn Kiệt các bạn. Giờ mình đi đường Nguyễn Văn Linh các bạn. Giờ mình đổi lại đi đường Nguyễn Văn Linh. Đường xuất phát từ ở chợ huyện Long Thành, chợ mới huyện Long Thành. Giờ bắt đầu mình xuất phát về thành phố Rạch Giá. Tới thành phố Rạch Giá bắt đầu mình đi đâu thì các bạn hãy theo dõi hành trình của mình. Đúng rồi các bạn, hôm nay là ngày 29, ngày mai là bắt đầu 30 lễ với ngày 1 tây lễ. Nhưng thời gian nghỉ rất là dài các bạn, từ 3 ngày đến 4 ngày. Nên người ta đi chơi lễ rất là nhiều các bạn. Giờ bắt đầu mình xuống phà. Rồi mình lên phà. Mình giờ bắt đầu mình tới bên đây là tới thành qua đây là ở bên đây là Sài Gòn nha các bạn. Sài Gòn như là quận 2 hay sao á. Mình chạy lại chút xíu tới dòng xe, bắt đầu mình đi đường Nguyễn Văn Linh qua cầu Phú Mỹ. Mình đang lên cầu Phú Mỹ các bạn ơi. Đang lên cầu Phú Mỹ lúc 7 giờ 48 phút. Là 19 giờ 48 phút đêm đó các bạn.
lên từ lên cao từ lên ngay chỗ mà đỉnh cầu các bạn, nhìn xuống Sài Gòn đẹp lắm các bạn. Chắc có thể là mình quay các bạn không xem được, không thấy được. Nhà này có thể tối các bạn xem cũng không thấy rõ lắm. Đang nhìn xuống các bạn, nhìn xuống Sài Gòn. Qua cầu là tới quận 7 rồi. Mình bên đây là quận 7 các bạn. Đó, đẹp quá, mấy tòa nhà cao ghê không. Rất là đẹp các bạn. Đang từ ở trên cầu nhìn xuống trung tâm thành phố Sài Gòn. Qua cầu Phú Mỹ là tới quận 7 các bạn. Cầu Phú Mỹ này ban ngày là xe rất là đông các bạn, xe những xe công, xe chở hàng, xe tải rất là đi đường này nhiều đó các bạn. Mùng đêm giờ này là ngấp lại với lại lễ các bạn, đang lễ bắt đầu người ta nghỉ nhiều nên mình đi thông thoáng hơn. Lúc trước xe máy là mình được đi thẳng luôn các bạn, bây giờ là người ta không cho đi thẳng nữa các bạn, phải mình đi vòng vô ngã tư xong mình vòng lại các bạn. Ngay đây nè, trước xe máy đi vô cái vô bên đó các bạn, đi thẳng lên cầu luôn, mình không có đi vô bên ngã tư. Cái ngã tư đó là kêu đường gì mình cũng không nhớ các bạn, mình phải chạy xuống tới ngã tư quẹo phải xong rồi bắt đầu mình mới ra lại đường Nguyễn Văn Linh các bạn. Cứ thế ra, cứ thẳng thế ra thôi là cứ ra hướng về huyện Bình Chánh các bạn. Bên đây là trung tâm, ở đây bên đây là quận 7. Mình mới vừa ra là quốc lộ 1 các bạn. Hết con đường Nguyễn Văn Linh rồi tới ra quốc lộ 1 rồi các bạn. Giờ hướng về miền Tây. Đó, giờ ra quốc lộ 1 mình giờ quay cho các bạn xem đêm 29 tháng 4 các bạn. Ngày mai bắt đầu là lễ 30 tháng 4. Giờ này là 8 giờ 19 phút. Mình mới vừa ra khỏi hết con đường Nguyễn Văn Linh các bạn. Mình giờ đang đi trên con đường quốc lộ 1A. Giờ các bạn hãy theo dõi hành trình của mình đêm nay. Mình có mặt, tranh thủ có mặt sớm tại thành phố Rạch Giá để làm gì, hãy các bạn hãy theo dõi hành trình của mình trong chuyến đi này. Tốc độ mình đi vừa phải à các bạn, từ 60 70 đổ lại các bạn. Đường thì cũng thông thoáng, không đến nỗi mà kẹt xe các bạn. Nay đêm là nay là 29 tháng 4 các bạn. Sáng mai bắt đầu là lễ các bạn, lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 các bạn. Đó. Tới đây chợ, gần chợ chợ Bình Chánh các bạn. Sắp tới chợ Bình Chánh rồi. Mình mới vừa ra khỏi hết con đường Nguyễn Văn Linh là bắt đầu là tới chạy xuống khoảng vài km là tới chợ Bình Chánh, hướng về miền Tây các bạn. Mình mới vừa qua khỏi huyện Bình Chánh các bạn. Đây là địa phận Long An các bạn.
tới địa phận Long An. Bên đây là địa phận Long An nha các bạn. Hết mình mới vừa hết địa phận Bình Chánh. Đang đi trên quốc lộ 1A. Tốc độ tối đa ở quốc lộ xe máy là 60 các bạn. Tất cả các phương tiện luôn. Tốc độ cho phép tối đa là 60 km. Thông thoáng các bạn, chứ không phải là kẹt xe ùn ứ lắm các bạn. Mình tới đây là tới cổng chào huyện Bến Lức các bạn. Huyện Bến Lức, tỉnh Long An, tỉnh Long An. Ở cổng chào huyện Bến Lức này nhiều kỷ niệm của mình lắm các bạn. Cổng chào huyện Bến Lức nha các bạn. Đang lên cầu Bến Lức các bạn. Bên đây là cầu cũ, bên kia là cầu mới. Cái hướng mình đang về miền Tây là cầu cũ các bạn. Hướng ngược lại là cầu mới. Ban đêm á, mình ít quay là các bạn, tại vì ban đêm buổi tối không có gì mà quay cho các bạn xem. Đường xá thì có ánh đèn đường sáng thì mình quay cho các bạn xem. Vô mấy những đường tối hay chỗ tối là mình không có quay, mà nhưng các bạn xem cũng không mấy rõ gì, nên mình ít quay lại. Mình để cái thời gian dài đó mình quay ban ngày các bạn. Cái đoạn mình mới vừa qua cầu mà Bến Lức các bạn là có lương này lương cứng mà cao các bạn, chạy nó xe ngược chiều lại á là không có mình bị chói ánh đèn các bạn. Có lương cứng là mình chạy thấy an tâm hơn. Đây hai bên có bán quán ăn đồ và ban ngày thì quán giỏng cũng nhiều lắm, ban đêm này người ta cũng ít nghỉ ngơi các bạn, còn ban ngày là người ta trời nắng này là trời nắng với ta mệt mỏi các bạn, ta vô ta nghỉ, còn ban đêm người ta chỉ là ngồi xe nó đau lưng thôi các bạn, chứ không có nắng nên người ta ít ghé các bạn, người ta ghé dọc đường, người ta ngồi ngoài đường hay là ta nghỉ chút xíu là người ta đi liền rồi. Ban ngày thì nắng nóng, người ta phải kiếm chỗ tránh nắng nghỉ ngơi các bạn. Mình đi tốc độ cũng vừa phải thôi, từng 60-70 các bạn. Buổi tối mà mình chạy mình phải an toàn các bạn. Ở đây người ta bán bánh tráng các bạn,
bánh tráng trộn hay gì đó. Đúng rồi, bánh tráng trộn này ngày lễ người ta bán cả ban đêm luôn các bạn, chứ ngày thường người ta chỉ bán ban ngày thôi, ban đêm là giờ ngày lễ là bắt đầu người ta bán xuyên đêm luôn, từng 3 ngày 4 ngày đổ lại. Giờ hôm nay là 28-29 là bắt đầu người ta đổ về miền Tây các bạn, là người ta bán chiều ở bên đây nhiều hơn, xong bắt đầu qua lễ là bắt đầu người ta bán chiều ngược lại. Mà đây con lươn cứng mà chạy rất là an tâm các bạn, không có kiểu mà người ta băng qua băng lại mình xử lý khách rất là mệt các bạn. Gì đây, mình đi tốc độ thì cũng vừa phải các bạn, quốc lộ 1 thì nó tốc độ tối đa là 60 các bạn. Ngoài đông dân cư thì mình có thể là hơn các bạn, còn đông dân cư mình đi khoảng 50-60 thôi. Thấy cảm giác an toàn thì mình chạy tốc độ theo mình. Cái tòa nhà đây đẹp quá các bạn, có cái biệt thự nè, tới đây là nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Long An nha các bạn. Cái dòng xe nè, mình đi thẳng vô trung tâm thành phố gì mình quên các bạn. Còn mình đi đây là đường tránh. Đây đường tránh nha các bạn. Con lươn cứng á các bạn, chạy rất là an tâm luôn. Nhưng có chỉ một con đường, có chỉ một đoạn thôi các bạn ơi. Mà nhưng ở đây muốn quay đầu cũng xa lắm các bạn. Tới đây là hết luôn nè. Bắt đầu nhập ra lại quốc lộ 1. Tiền Giang các bạn, đây tới địa phận Tiền Giang rồi. Hết địa phận Long An và tới địa phận Tiền Giang các bạn.
hương. Sắp tới dòng xe ngã ba Trung Lương các bạn, sắp tới rồi. Đèn đỏ rồi, đèn xanh rồi. Đi luôn. Mình mới vừa qua tới địa phận Tiền Giang rồi các bạn. Cái đoạn ngay đây đẹp quá các bạn. Trời ơi. Mình thấy chắc là lễ người, ở đây người ta mở đèn lên cho nó đẹp đi các bạn. Sắp tới ngay ba Trung Lương rồi các bạn. Đẹp quá. Đèn đỏ rồi. Xe máy được phép đi thẳng nha các bạn. Anh này ánh đèn đẹp quá. Quá đẹp các bạn ơi. Tới đây là ngã ba Trung Lương các bạn. Ngay đây là dòng xe ngã ba Trung Lương. Biết rồi. Mình mới vừa vô đổ xăng xong rồi bắt đầu đi tiếp các bạn. Ngay đây là ngã ba Trung Lương các bạn. Hướng đó đi thẳng về về Bến Tre các bạn, Bến Tre Trà Vinh điên đó luôn các bạn. Còn hướng này mình đi quốc lộ 1 là về cầu Mỹ Thuận, Đồng Tháp rồi các bạn, Cần Thơ rồi các bạn. Mình có mặt tại ngã ba Trung Lương là 9 giờ 36 phút đó các bạn. Ở đây có mấy cái những ánh đèn người ta làm trang trí đẹp các bạn. Có hình kiểu cái hình hoa sen các bạn. Quá đẹp luôn các bạn ơi, trời ơi, nguyên một hàng à. Đi ban đêm thấy được cái cảnh này các bạn, đi ban ngày không thấy được ánh đèn này đâu. Giờ này đường nó thông thoáng rồi. Đa số người ta đi đường về Trà Vinh nhiều hơn các bạn. Tới ngay ngã ba Trung Lương người ta đi thẳng. Còn mình tới đây là mình hướng về cầu Mỹ Thuận các bạn. Hướng về Cần Thơ nè, Đồng Tháp nè. Tới ngã ba Trung Lương đó là chia ra nhiều hướng đi lắm các bạn. Hôm nay có nguyên một dàn đèn đẹp quá các bạn ơi. Vàng đèn này đổi đủ màu luôn các bạn. Màu xanh thôi đổi qua màu đỏ, màu tím, màu vàng, màu cam thì đủ màu đó các bạn. Đó. Đó.
mà đèn có đèn đường mà nhưng người ta tắt rồi các bạn. Khuya quá người ta tắt hay sao mình cũng không biết. Giờ này là 10:04. Đường ở đây là khá là đẹp các bạn. Lễ các bạn, hôm nay mấy quán ăn cũng bán rất là đông các bạn. Đi tới trạm thu phí các bạn. Trạm thu phí cái lạy sao? Trạm thu phí cái lạy Tiền Giang các bạn. Cái đây người ta bán lạp xưởng với khô mắm rồi các bạn. À, giờ này buổi tối mình cũng đoạn này cũng không biết chỗ nào luôn các bạn, cũng còn ở trong Tiền Giang các bạn mà chưa không biết là cái đoạn này là đoạn nào mình cũng không biết. Buổi tối tối quá, giờ này là 10:42 rồi các bạn. Tới đây là xe rất đông các bạn, xe máy rồi xe ô tô, xe khách. Chung cũng sắp gần tới cầu Mỹ Thượng rồi các bạn. Giờ này nó chạy lạng ghê lắm, nó hết rồi, nó muốn lạng vô nó lạng vô mà. À, chạy đừng cặp nó lạng mà nó không thấy đâu. Tới đây là cũng gần tới cầu Mỹ Thuận rồi các bạn ơi. Này, chuẩn bị lên cầu Mỹ Thuận thôi. Tới đây không có đèn các bạn, đây nó thui rồi. Xa xa là thấy những cái chớp đèn của cầu Mỹ Thuận các bạn. Hai bên người ta bán bánh mà. Rất là nguy hiểm nha các bạn. Ngay đây đường nó hẹp mà nếu ví dụ bán ở trong đó người ta dừng lại người ta mua là có thể xe ta đậu ra hết ngoài luôn. Mình muốn bán buôn bán bánh hả, mình phải có như cái điểm như giống như cái chỗ dừng chân các bạn, chứ bán dọc đường này rất là nguy hiểm. À, ví dụ như một cái đường nhỏ ở đây một hai xe dừng lại là có thể là người ta đâu có còn chỗ đâu mà ta phải chạy lặt chạy lấy ra ngoài các bạn. Nếu mà không có những cái gánh bán này là người ta chỉ có thể chạy bên trong được. Như vậy mình đâu chạy bên trong được đâu các bạn, đúng không? Đó, ví dụ xe khách giờ nó muốn lấn lên là mình phải chạy vô trong mà. Đó, rất là nguy hiểm. À, chuẩn bị lên cầu Mỹ Thuận. Mình đi đường quốc lộ 80 là đi ngang
quốc lộ 80 là đi cầu Vàm Cống các bạn. À, bắt đầu lên cầu Nguyễn Thuận à. À. Cầu Nguyễn Thuận nha các bạn. Không biết ban đêm các bạn thấy có rõ mình quay không, nhưng mình cũng cố gắng quay lại cho các bạn xem. Giờ này là mình có mặt trên cầu Mỹ Thuận là 10 giờ 49 phút các bạn. Ở bên đó là cầu Mỹ Thuận 2 các bạn. Đó, đang xây dựng. Cũng song song với nhau luôn các bạn. Cũng khoảng tầm 5-2 năm nữa là cái cầu hoàn thành các bạn. Cái cầu Mỹ Thuận này, cầu Mỹ Thuận mình đang đi á, là nay là hơn 20 năm rồi các bạn. Cái cầu Mỹ Thuận này lúc mà có năm 2000 hay sao các bạn. Đậu xe kiểu này là rất là nguy hiểm đó các bạn. Không được đậu xe ở trên cầu mà mình nghỉ chân rất là nguy hiểm. Đó. Nguy hiểm lắm đó các bạn. Mình đi đường quốc lộ 80 mình tới đây hết, vừa xuống tới chân cầu Mỹ Thuận là mình rẽ tay phải nha các bạn, quốc lộ 80 như vậy mình đi qua cầu Vàm Cống nha các bạn, đi ngang Sa Đéc. À giờ bắt đầu mình rẽ qua quốc lộ 80, vừa hết khỏi chân cầu vừa bắt đầu mình rẽ Sa Đéc Vĩnh Long, Cần Thơ là mình đi thẳng luôn nha các bạn. Đó. Đi trước có cảnh sát các bạn. À, quay đèn quá trời luôn. Quay đèn quá trời luôn. Mình đang có mặt, mình đang chuẩn bị lên cầu Vàm Cống các bạn. Bên đây là ở Đồng Tháp các bạn, Lấp Vò. Mình qua bên cầu là thuộc tỉnh An Giang các bạn. Vòng cống rồi các bạn. Lên cầu Vàm Cống các bạn. Qua bên kia là thuộc tỉnh An Giang.
Vàm Cống các bạn. Xuống cầu Vàm Cống các bạn. Hết cầu Vàm Cống rồi các bạn. Thế cầu Rạch Một. Mình đang đi trên quốc lộ 80 các bạn. Quốc lộ 80 này hướng về thành phố Rạch Giá các bạn. Con đường này là cũng là con đường lộ tẻ Rạch Giá các bạn. Vừa qua cầu Vàm Cống á, nếu các bạn đi ô tô, các bạn nào muốn đi về thành phố Rạch Giá hay là Hà Tiên, nếu mình đi cao tốc cũng có luôn các bạn. Mình qua cầu Vàm Cống á, mình là đi thẳng luôn là đi cao tốc. Còn mình đi xe máy là mình không có được phép vô cao tốc các bạn. Nên mình đi ra ngoài quốc lộ 80 các bạn. Cũng là con đường lộ tẻ Rạch Giá. Giờ mình còn cách khoảng thành phố Rạch Giá là khoảng tầm 20 cây số nữa là mình tới rồi các bạn. Đường này rất là xấu các bạn, chạy nhúng nhúng. Y như cái ngựa các bạn, nhúng nhúng y như cái ngựa. Đoạn thì chạy thì cũng ngon, đoạn thì chạy nó rất là xấu các bạn. Đường này các bạn mà đi ban ngày á là cực kỳ xe đông đúc luôn. Giờ này mình đi ban đêm á là thông thoáng nên mình mới đi nhanh vậy. Đường này ban ngày xe chạy dữ lắm. Đâu có cái gì đâu các bạn, cho các bạn xem nên mình quay cái đoạn nào mình thấy
thú vị hay là cái gì hay mình quay cho các bạn xem. Trên đường này nó đường hai bên nhà cửa đông đúc người dân lắm các bạn. Đi thẳng đây mình đi vô trung tâm thành phố lấn biển, thành phố Rạch Giá các bạn, thành phố lấn biển đẹp Phú Cường. Đây là cũng gần vô trung tâm mà các bạn, trung tâm thành phố Rạch Giá. Ở đây là thành phố lấn biển. Ồ, cây xăng quá trời. Giờ này 1 giờ 16 phút mình đang có mặt tại thành phố Rạch Giá các bạn, thành phố lấn biển. Đây đó các bạn, bắt đầu mình vô ngay đây là trung tâm thành phố Rạch Giá các bạn. Đó. Mình đi thẳng luôn. Các bạn nào ở Rạch Giá thấy có quen không? Xin chào các bạn ở thành phố Rạch Giá. Giờ này người ta khuya các bạn, 1 giờ 19 phút rồi. Cũng có người ăn uống nữa. Đây khu phố đô thị Phú Cường nè các bạn. Đó. À, mình đang có mặt tại khu phố đô thị Phú Cường các bạn. Tối quá chắc các bạn không thấy rõ đâu. Lúc trước ở đây nếu chắc là còn sớm có thể là ở đây người ta mở đèn lên chiếu sáng đẹp các bạn. Giờ này khuya 1 giờ mấy sáng rồi, nên giờ này mở đèn đâu có ai mà đi coi đâu các bạn, nên người ta tắt hết. Đẹp ghê các bạn. Ủa, cái dàn đèn này lúc trước mình có quay rồi nè các bạn. Đó, giờ mình quay lại cho các bạn xem. Đó, đẹp ghê chưa. Lúc trước khoảng 2 năm trước mình có quay ngay đây cho các bạn xem ở đây rồi nè. Giờ mình chạy qua đây là khu phố lấn biển các bạn. Khu phố lấn biển thành phố Rạch Giá. Đó, bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang. Ban ngày á còn sớm các bạn, hai bên người ta quán cà phê nè, quán ăn quán uống nè, người ta mở đèn cực kỳ đẹp luôn các bạn. Giờ này có chỉ còn hàng còn cái hàng cây giữa người ta làm đèn ở đây đẹp nè. Mình đã quay đây một lần rồi. Xin chào các bạn ở thành phố Rạch Giá, bạn nào có xem được cho mình một like. Mình đã trở lại cách nay cũng khoảng 2 năm hay gì đó. Mình trở lại lúc 1 giờ 23 phút sáng các bạn. Đó. Có mặt tại trước khu đô thị Phú Cường các bạn, thành phố Rạch Giá. Đó, mình mới vừa đi dưới đó lên các bạn. Giờ này khuya rồi, 1 giờ mấy, 1 rưỡi sáng rồi. Đó. Mình quay giờ này ta ngủ hết đó các bạn. Khuya quá khuya. Chứ mà còn sớm là 8-9 giờ sáng là 8-9 giờ tối là từ 10 giờ đổ lại á, là nó ở đây người ta đông đúc á các bạn. Giờ này người ta ngủ hết rồi. Mình giờ này mình đi sớm, đi tối quá là tới đây nó ta xuống tới đây là nó khuya quá. Đẹp quá. Khu đô thị Phú Cường các bạn. Đó, cái hướng của đây là hướng ra thành phố lấn biển các bạn, thành phố Rạch Giá.
chút xíu nữa mình đi đi xuống đó quay cho các bạn xem. Mình đang đi dạo vòng vòng thành phố lắng biển các bạn, thành phố Rạch Giá. Giờ này là 1:51. Giờ mà chạy thẳng lên cái cầu các bạn. Đó. Trong đây là khu đô thị các bạn, Vincom là cầu đường 3 tháng 2. Đường đang đi là đường 3 tháng 2 các bạn. Bên đây là ngay đây cửa biển nè các bạn. Đó, cửa biển. Bên ngoài đây là biển á. Và ban ngày đẹp lắm luôn á các bạn. Buổi tối không thấy gì hết. Giờ này ta ngủ hết rồi. Giờ này là 2:18 rồi các bạn. Mình có mặt ở đây lúc 1:30 các bạn. Nãy giờ mình đi vòng vòng với đi ăn uống các bạn. Giờ các bạn hãy theo dõi hành trình của mình tiếp theo, mình đi đâu nha các bạn. Cái cầu này kêu cái cầu gì đây, để mình tới mình thấy có cái bảng có tên cầu. Cống sống kiên gì á, này là cái cống các bạn, cái cống ngăn nước mặn nước ngọt các bạn. Ôi da, đô thị Tây Bắc, bên này là đô thị Tây Bắc. Cảng Rạch Giá nè. Vé cao tốc, vé tàu cao tốc. Ở đây là khu này là vé tàu các bạn. Các bạn nào đi tàu ra mấy đảo các bạn. Đảo Phú Quốc nè, đảo này đảo kia các bạn. Giờ này khuya lắm, ta ngủ hết rồi.